Những kịch bản có thể xảy ra sau 2 năm chiến sự Nga và Ukraine Sau gần 2 năm, Nga và Ukraine vẫn chưa thể tìm ra lối thoát cho cuộc xung đột có thể coi là khốc liệt nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ 2. 2 năm kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, xung đột chưa có dấu hiệu lắng xuống. Giao tranh ác liệt đã khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải sơ tán. Mặc dù bị áp đảo cả về mặt quân số và vũ khí, quân đội Ukraine đã cầm cự và phản công thành công khá bất ngờ ở giai đoạn đầu của cuộc xung đột. Tuy nhiên ở giai đoạn sau, cuộc phản công của Ukraine đối mặt với nhiều thách thức hơn khi Nga dần thích nghi với những chiến thuật của Kiev và bắt bài vũ khí phương Tây mà Ukraine sử dụng. Xung đột gần như đóng băng và trở thành cuộc chiến tiêu hao với cả hai bên. Với tình hình hiện nay, cuộc xung đột ở Ukraine vẫn chưa có hồi kết rõ ràng. Song Business Insider đã đưa ra dự đoán 4 kịch bản có thể xảy ra. Ukraine cầm cự các chuyên gia cho rằng hy vọng của Ukraine phụ thuộc vào viện trợ của phương Tây tiếp tục đổ vào nước này và tinh thần của Nga đang suy giảm sau một cuộc chiến kéo dài. Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào sự hỗ trợ và tài chính từ Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu EU. Omar Speyman, giám đốc chương trình châu Âu, Nga và Á-Âu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế nhận định nếu tiếp tục được viện trợ, Ukraine có thể ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga. Ông nhấn mạnh, số phận gói viện trợ 60 tỷ đô la Mỹ đang gây tranh luận ở Quốc hội Mỹ sẽ có ý nghĩa định hình diễn biến của cuộc xung đột. Thượng viện Mỹ tuần trước đã thông qua gói viện trợ, trong khi đó Hạ viện tiếp tục gây trở ngại. Nếu khoản viện trợ được thông qua, tôi chắc chắn Ukraine sẽ có thể đối phó với các cuộc tấn công của Nga trong năm 2024. Thực tế là tôi khá lạc quan về tiềm năng của Ukraine vào năm 2025, ông nói. Ukraine cũng đã đạt được một số chiến thắng đáng chú ý có thể đóng vai trò quan trọng trong việc định hình kết quả của cuộc chiến. Ví dụ, Ukraine tuyên bố đã đánh chìm hoặc phá hủy 1 phần 5 hạm đội biển đen của Nga. Hạm đội có ý nghĩa quan trọng với Nga, bởi chúng là một trong những phương thức chính giúp Nga đưa đạn dược đến tiền tuyến ở miền nam Ukraine. Do vậy, có thể nói Ukraine đã có một chiến dịch hàng hải thành công đáng kể. Ông Elliot Cohen, chuyên gia tại trung tâm này nhận định. Nga giành như thế. Quân đội Ukraine cũng hứng chịu tổn thất tương đối lớn cả về vũ khí, đạn dược và binh sĩ, nếu phương Tây ngừng viện trợ, điều này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến Ukraine cả về mặt quân sự và tâm lý. Tôi nghĩ một điều vô cùng quan trọng là mọi người đều nghĩ rằng Mỹ chưa mất niềm tin vào Ukraine. Trong khi đó, những cuộc tranh luận gay gắt về vấn đề này có thể đã thúc đẩy châu Âu tăng cường viện trợ cho Kiev, ông Cohen bình luận. Tuy nhiên, nếu nguồn viện trợ cho Ukraine bị suy giảm, Nga sẽ giành như thế trong một cuộc chiến tiêu hao. Trong một cuộc chiến tiêu hao, các giới hạn có thể bị phá vỡ nếu bên bị tiêu hao cạn kiệt. Vì vậy tôi nghĩ rằng việc chuyển giao sự hỗ trợ là thực sự quan trọng. Ông Berman lưu ý. Gần đây, nhiều quan điểm của phương Tây đang nghiêng về kịch bản Nga có thể thắng trong cuộc chiến và Ukraine có thể mất thêm lãnh thổ. Dù không muốn nhưng phương Tây bắt đầu phải tính đến kịch bản Nga giành chiến thắng ở Ukraine, đặc biệt trong bối cảnh viện trợ cho Ukraine bị gián đoạn vì nhiều lý do khác nhau. Gần đây, truyền thông phương Tây bắt đầu xuất hiện những phân tích về hệ quả nếu Mỹ và đồng minh phương Tây ngừng viện trợ cho Ukraine. Họ không loại trừ kịch bản Ukraine sẽ thua trận trước Nga. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ, Nga giành chiến thắng ở Ukraine là điều có thể xảy ra nếu Mỹ và châu Âu cắt viện trợ quân sự cho Ukraine. Trước kia, đa phần các quan chức cấp cao của Mỹ và NATO đều cho rằng chừng nào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine còn tiếp diễn thì phương Tây vẫn sẽ đạt được một trong những mục tiêu hàng đầu của họ trong cuộc chiến này là làm suy yếu Moscow. Vào. Tuy nhiên, một nguy cơ mới nổi mà hầu hết các nhà lãnh đạo phương Tây dường như không chú ý tới là Nga sẽ càng có lợi thế khi cuộc chiến càng kéo dài một số nhà phân tích phương Tây bắt đầu thừa nhận rằng quân đội Nga đã rút ra được bài học đắt giá từ những thất bại và tổn thất. Giờ đây, họ trở thành một đối thủ đáng gờm hơn. Một thỏa thuận hòa bình Hồi tháng 1, Bloomberg từng đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát những tín hiệu thăm dò thái độ của Washington đối với kịch bản hòa đàm ở Ukraine. Và điều đó cho thấy Moscow hoàn toàn có thể ngồi vào bàn đàm phán, chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, Điện Kremlin đã bác bỏ thông tin này và một lần nữa nhấn mạnh Moscow luôn để ngỏ đàm phán, nhưng với điều kiện Kiev phải chấp nhận thực tế dù đau đớn, ngầm ám chỉ việc công nhận một số vùng lãnh thổ, sát nhập vào Nga. Sau đó, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Andrin Watson cho biết, Mỹ không nắm được liệu Nga có thay đổi quan điểm về cuộc chiến hay không. Đồng thời Nhà Trắng cũng không chắc chắn liệu Ukraine có quyết định ngồi vào bàn đàm phán với Nga hay không, tại thời điểm nào và phương thức là gì. Theo Reuters, ông Putin từng gián tiếp đưa ra lời đề nghị ngừng bắn xong mỹ đã từ chối xem xét ý tưởng này trừ khi ukraine tham gia vào các cuộc thảo luận chiến tranh hạt nhân kể từ khi cuộc xung đột nổ ra giới chức nga vài lần nhắc đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân như một biện pháp gian đe tại phương tây các nhà lập pháp vẫn liên tục tranh cãi về tính nghiêm túc trong những phát ngôn này của giới lãnh đạo nga sherzon phó chủ tịch cấp cao của trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế có trụ sở tại washington từng chia sẻ với business insider Sử dụng hạt nhân sẽ đem lại nhiều rủi ro lớn, trong đó bao gồm cả việc bụi phóng xạ hạt nhân sẽ bao trùm cả lãnh thổ Nga nếu ông Putin đưa ra quyết định như vậy. Với tính chất không thể vãn hồi của vũ khí hạt nhân, ông John cho rằng không lợi ích nào có thể bù đắp những tổn thất nếu sử dụng chúng. Điều đó có nghĩa là gì? Tôi cho rằng nước Mỹ đã khẳng định rất rõ ràng rằng nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân, mọi chuyện đều sẽ diễn biến theo cách mà không một bên nào có thể lường trước được, ông John nói. Người tị nạn Ukraine sống trong thấp thỏm. Khi đến Anh gần 2 năm trước, Mila Pachenko nghĩ rằng hành trình 2 tháng của bà từ thành phố Mariupol của Ukraine đã kết thúc và bà có thể ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, sau khi chuyển nhà 4 lần, người phụ nữ 55 tuổi được đưa vào nhóm vô gia cư và tương lai không biết ra sao. Giờ bà không có nơi nào để quay về. Tòa trung cư nơi bà sinh sống ở thành phố Cảng thu Ukraine bị đánh bom, sau đó bị dỡ bỏ trong căn phòng tại nơi ở tạm dành cho những người vô gia cư ở Hatfield, cách thủ đô London khoảng 29 km về phía bắc, Panchenko cho biết bà đang phải sống dựa vào sự hỗ trợ của anh. Nguy cơ người Ukraine rơi vào cảnh vô gia cư cao gấp 4 lần với các gia đình khác ở Anh, theo nghiên cứu do hội chữ thập đỏ thực hiện. Hơn 200.000 người ở Ukraine đang sống ở vương quốc Anh lo lắng về cơ hội ổn định cuộc sống trong dài hạn. Câu chuyện tương tự diễn ra ở khắp châu Âu, Mỹ và Canada, những nơi tiếp nhận nhiều người tị nạn rời khỏi Ukraine sau thời điểm 24 tháng 2 năm 2022. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy có một sự đồng cảm sâu sắc đối với người Ukraine ở những khu vực này. Nhưng khi cuộc xung đột chưa biết khi nào kết thúc, các chính phủ triển khai chương trình hỗ trợ ngắn hạn phải chi trả hóa đơn cao hơn dự tính, nên hiện nay đang tìm cách kiểm soát chi tiêu. Cách đây vài ngày, Chính phủ Anh giảm một nửa thời gian cho phép người mới đến tị nạn ở lại xuống còn 18 tháng, đồng thời dừng chương trình cho phép người Ukraine đoàn tụ với gia đình ở Anh, với lý do nước này đang đơn giản hóa quy trình. Cắt giảm phúc lợi Chính phủ Anh cũng cắt giảm ngân sách hỗ trợ người tị nạn phân bổ cho các hội đồng địa phương, Ireland và một số quốc gia Đông Âu đã cân nhắc hoặc đã thực hiện điều chỉnh tương tự. Đầu tháng này, Ba Lan, nơi có khoảng 1 triệu người tị nạn Ukraine, gia hạn hỗ trợ phúc lợi cho họ, nhưng chỉ đến tháng 6, trong khi hướng dẫn của Liên minh châu Âu và EU là các thành viên nên tiếp tục hỗ trợ cho đến tháng 3 năm 2025. Ba Lan cho biết họ có thể làm giảm các khoản chi phí trong tương lai. Chính phủ Anh triển khai chương trình hỗ trợ chi trả một lần mỗi năm cho những người Ukraine đến đây. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, khoản hỗ trợ giảm xuống còn 5.900 bảng từ mức 10.500 bảng ban đầu. Chương trình tương tự dành cho người Afghanistan chi trả hơn 20.000 bảng Anh. Triển vọng cũng không chắc chắn ở các nước châu Âu khác. Tại Đức, người đến từ Ukraine sẽ chỉ nhận được nhận phúc lợi giống như người tị nạn từ các nước khác, chưa thay vì được ưu ái hơn. Sau khi bị choáng ngợp bởi số lượng đơn đăng ký, Scotland đã tạm dừng chương trình siêu tài trợ dành cho người Ukraine từ năm 2022. Người phát ngôn của chính phủ Scotland cho biết quốc gia này chi hơn 40 triệu bảng trong giai đoạn 2024-2025 trong chương trình tái định cư Ukraina, giảm tới mức 100 triệu bảng trong giai đoạn năm 2023 tới năm 2024. Không còn nhà để về Volodymyr Holovachov, người đã trốn khỏi Ukraina trước khi thiết quân luật, được ban bố nói rằng tình trạng không còn chắc chắn là vấn đề bận tâm đối với các chủ sử dụng lao động và chủ nhà, vì họ muốn có sự đảm bảo về tình trạng pháp lý của người tị nạn. Người đàn ông 31 tuổi đang làm việc trong lĩnh vực tiếp thị tại Anh. Không rõ trong tương lai gần chúng tôi có thể chứng minh quyền làm việc, quyền thuê nhà của mình như thế nào trong khoảng thời gian cần thiết. Nếu không có điều đó, chúng tôi phải dựa vào lòng tốt của chủ nhà và chủ sử dụng lao động, Holovachov nói. Panchenko cũng cảm thấy như vậy. Các biện pháp tạm thời không giúp bà bớt lo lắng. Người phụ nữ từng là giám đốc một nhà máy và chính trị gia cấp địa phương cho rằng cuộc sống của bà sẽ khác nếu bà có một con đường để ổn định cuộc sống, để trả lương hưu, có quyền sống, làm việc và học tập vô thời hạn tôi rất lo lắng tôi chẳng còn gì để quay về tôi có thể phải xách vali rời khỏi nước anh nhưng tôi sẽ đi đâu bây giờ bà nói